Đây, giới thiệu bà con máy cày John Deere thương hiệu số 1 của Hoa Kỳ. Cái con 50-50D. Thương hiệu số 1 của Hoa Kỳ nha bà con. Alo. Nghe anh ơi. Được. Chúc em đăng lên giờ nè. À, 50 cây sức chăng. 50 cây sức chăng. Anh Thổi đâu? Anh gọi anh hồi lăng YouTube là có thể có hiện lên nguyên bộ cho anh, em gắp thử nguyên bộ cho anh. Rồi anh đăng lên YouTube nguyên bộ cho anh coi. Rồi. Sao cấp trước tôi không thấy? Đó là mới nhập về mà anh. Mới làm ở đại lý mà. Ồ. Đâu biết đó. Mới mở đại lý rồi mà. Alo. Dạ đúng rồi. Hay lắm. Có luôn, đầy đủ. Đầy đủ. Hồi tiếp thu tới giờ là ta chạy không về được đó. Đại thay đầy đủ luôn anh, mới cũ không có chưa? Sao anh? Là máy mới. Không không không, không có máy là lâu không có máy. Là đồ anh xài suốt đời luôn á, không giờ hư khỏi sợ. Rồi. Đây John Deere thương hiệu số 1 Hoa Kỳ. Đặc biệt cái dòng này rất mạnh và tuyệt đối là bảo đảm bà con là tuyệt đối không gãy đùi luôn. Đây, cái đùi rất là cứng cáp. Góp lên đùi nó nằm sát với cái khúc đùi luôn nên không giờ gãy đùi bà con ơi. Dù bà con có chế thêm bánh lồng thấp, bánh lồng hay cái đây dầu gắn thêm G1 kéo hay là trục xới cũng không sợ luôn bà con ơi. Cái ốp của cái đùi á, cái vỏ đùi nó sát với khúc đùi luôn. Làm cho đùi cứng thêm chắc là chắc chắn, bao gãy đùi luôn. Thực tế John Deere này không cần gãy đùi đâu bà con, do nó sản xuất theo tiêu chuẩn của quốc tế nên xác nó rất là to, cứng, thẻ, động cơ rất là mạnh, do nó sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, Hoa Kỳ. Chiếc máy chạy rất khủng hố, nổ rất là dữ. Máy đổ đỡ rồi coi. Đây, heo dầu luôn, 3 máy. Độ bảo hành rất là chu đáo bà con. Có chương trình hỗ trợ bà con trả góp luôn. Không có tiền nhưng có máy cày đem về nhà xài nha bà con. Hỗ trợ trả góp cho bà con luôn. Đó, dòng John Deere 5050D. Giờ tới 36E. Đây rất đẹp. 36E. Dòng này dòng nhỏ hơn. Đùi bọng thì cũng vậy thôi. Đặc biệt đùi nó mãi mãi không giờ gãy cốt. Tại vì có cái vỏ đùi nó sát với cái đùi luôn nè, sát gạt luôn rồi con. Đúng không? Bà con lúng cỡ nào hay cài cỡ nào không bao gãy đùi luôn, không đó giờ chưa từng thấy John Deere gãy đùi. Thương hiệu là có mặt trên thị trường khoảng 190 năm nha bà con. Thương hiệu là xuất xứ từ bang Illinois của Mỹ. Có mặt cái trường rất lâu và đây là công ty phân phối độc quyền ở các tỉnh miền Tây này, là công ty này không có độc quyền nha bà con. Alo. Dạ đúng rồi anh, có anh. À, người ta phá hả? Ta hết hàng rồi. Còn 140 với 155 luôn rồi. Vài bữa nó có à. Nó tùy theo đó anh ơi, có chênh lệch cho hàng ngày.
em ơi, có trình diễn ở Long Phú á, gì đi coi. Có nói chưa? Con này là ok rồi. Cái con này nó có mặt cho thị trường gần hơn 180 năm nè, gần 190 năm rồi đó. Nhưng mà đa số là thị trường ngoài Tây Ninh, chứ cho bên dùng Campuchia, ngoài Bắc, ngoài Đồng Tháp nữa, xài nhiều, mà dùng mình là mới thôi. Nói chung con này là rất mạnh, rất bền, chỉ có tội là nó quá nặng thôi. Sao không gì, đùi là bao gãy rồi, không giờ gãy đùi luôn. Thấy là con này nè, lóp đùi vậy sao gãy nổi. Lóp sát gạt luôn cái vỏ đùi luôn, thấy không? Ừ, nó sát luôn. Chắc gạt luôn, là thiên thu luôn. Cái đùi quá trời. Miền Tây này thì nó hơi mới, nhưng dùng Tây Ninh là nó xài nhiều lắm. Sát như tung luôn. Là không giờ gãy luôn anh. Máy của Mỹ nữa. Bộ sớ lỗ cài đẹp, xài biết nào, mua con này xài cả đời á. Thay nhớt nhau đúng định kỳ là ok luôn. Có họ trả trả góp đó, không cần trả tiền trước nữa đó. Cứng nha. Đi đâu cho mai sao lái lần này. Tại vì nó theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, nó đồ phải cứng, phải mạnh. Nhà cứng mạnh thì bù lại hơi nặng. Tôi lỡ mua Yamaha rồi. Yamaha sao chạy qua lại này? Mới mua, chưa đem xuống ruộng nữa. Mới mua từng ngày hết. Nhìn này thấy ghiền quá hả? Nhìn này thấy cứng cáp quá hả? Thấy cái đùi này quá trời. Quá trời đã hả? Đùi nó gọn nữa, nó ngắn nữa. Cái này là bao lúng luôn, là chạy nhân ma ủi không nổi, chỗ này ủi dư sức lực lắm. Bên Thái với bên Campuchia là chạy này nhiều lắm á. Nhưng mà tôi chọn là chọn này nhỏ gọn ha. Thằng này bằng với 494 gì 494 phải không? 494 nhân ma là cỡ này nè. Nó rẻ hơn nhân ma mới